dùng toàn bộ tài sản để làm từ thiện, tang lễ của trí tài ở Mỹ đơn sơ đến khó tin. Từ nước Mỹ, ông Trí Thiện, anh trai của nghệ sĩ Trí Tài đã chia sẻ với báo chí. Gia đình tôi đau xót khi mất người thân, Phương Loan hiện tại đang rất rối bời và suy sụp. Vì vậy, tôi sẽ đứng ra lo liệu tang lễ cho em trai bên cạnh sự giúp đỡ của Hoài Tâm, Hoài Phương. Tôi và gia đình rất xúc động biết ơn tình cảm của đồng nghiệp, khán giả dành cho Trí Tài. Nói về tang lễ của cố nghệ sĩ ở Mỹ, ông Thiện cho hay. Sau tang lễ ở Việt Nam, thi hài của Trí Tài sẽ được đưa về Mỹ. Chúng tôi dự kiến nhận thi hài của em vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 theo giờ địa phương. Linh cữu sẽ được đưa thẳng tới nhà quan Big Family để bạn bè, đồng nghiệp đến thăm viếng. Ngày 13 tháng 12, linh cữu sẽ được đưa tới nhà thờ làm thánh lễ và đưa đi an táng tại nghĩa trang. Theo như ông Trí Thiện, tang lễ trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại Mỹ nên sẽ được tổ chức gọn gàng, đảm bảo an toàn. Chỉ những người thân thiết đến viếng, người lạ sẽ không tiếp. Trong khi đó, trao đổi với báo chí tối ngày 10 tháng 12, nghệ sĩ Việt Hương cho biết chị đã hoàn tất tất cả các thủ tục giấy tờ đưa thi hài nghệ sĩ Trí Tài về Mỹ. Chị và danh hài Hoài Linh được chị Phương Loan, bà xã của Trí Tài, ủy quyền lo hậu sự cho cố nghệ sĩ ở Việt Nam. Tôi đi làm giấy tờ cho anh, cố gắng bình tĩnh nhưng nước mắt cứ rơi. Chị Phương Loan đã giao tất cả công việc cho tôi vì tôi có quốc tịch Mỹ. Tôi mới đi quay với anh Trí Tài vài ngày trước đó, tôi đã nói nấu yến gửi cho anh, vậy mà chưa kịp gửi, anh đã đi rồi. Việt Hương đã chia sẻ trong xúc động. Trước đó, Việt Hương và Hoài Linh đã đứng ra thông báo, thuận theo di nguyện của Trí Tài, mọi tiền vàng hoa, phùng điếu sẽ thành lập quỹ Trí Tài giúp đỡ cho những người khó khăn. Được biết, chi phí để đưa Trí Tài sang Mỹ trong dịch bệnh COVID-19 này có thể lên tới 1 tỷ đến 3 tỷ đồng. Tham khảo một số ý kiến của quý nghệ sĩ và tân hữu, do thời gian thăm viếng có hạn và sau đó, linh cữu nghệ sĩ Trí Tài sẽ được đưa về Mỹ, nên việc đi vòng hoa phúng viếng sẽ tốn kém và rất lãng phí trong tình hình nhiều nơi còn khó khăn. Với tâm nguyện của nghệ sĩ Trí Tài, anh vẫn còn lời hẹn từ thiện lần thứ hai tại miền Trung nhưng chưa thể nào thực hiện được đã đột ngột ra đi. Gia đình, anh em chúng tôi xin phép không nhận vòng hoa viếng. Chỉ mong quý vị, thay vì đi vòng hoa viếng nghệ sĩ Trí Tài, chúng ta nên dùng số tiền này thành lập một quỹ riêng cho nghệ sĩ Trí Tài, Hoài Linh đã viết. Danh hài Hoài Linh cho biết, sau tang lễ, anh và những người bạn bè, đồng nghiệp cùng lo chuyện hậu sự của Trí Tài sẽ dùng toàn bộ số tiền vòng hoa đó thay mặt cố nghệ sĩ xây dựng những căn nhà tình thương dành tặng cho bà con bị lũ lụt. Bảng tên tặng nhà sẽ là Nghệ sĩ Trí Tài thương tặng. Chúng tôi thiết nghĩ việc làm này thiết thực hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều, người bạn thân của Trí Tài đã bày tỏ. Chỉ trong vòng 1 giờ, bài đăng này đã nhận được hơn 9.000 bình luận và 8.000 lượt chia sẻ. Hầu hết mọi người đều ủng hộ cách làm ý nghĩa và thiết thực này. Ai nấy đều tiếc thương cho sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa. Dù đã mất, nhưng anh vẫn để lại cho đời những tiếng thơm. Công an xác định nghệ sĩ Trí Tài được phát hiện nằm bất động ở cầu thang bộ tầng 7 của chung cư. Tối ngày 9 tháng 12, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ Trí Tài tại chung cư B, đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận vào trưa cùng ngày. Bước đầu, công an xác định nạn nhân đã tử vong ở cầu thang tầng 7 của một chung cư nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, buổi trưa ngày 9 tháng 12, một số người dân đã thấy danh hài Trí Tài xuất hiện tại tầng trệt của chung cư. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện danh hài Trí Tài nằm bất động bên chiếc điện thoại di động ở cầu thang tầng 7 của chung cư. Mọi người sau đó đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa danh hài Trí Tài vào bệnh viện. Tuy nhiên, nghệ sĩ đã không qua khỏi. Qua khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân tử vong do đột quỵ. Tuy nhiên, phía công an vẫn đang tiến hành các bước điều tra theo thủ tục của pháp luật. Nghệ sĩ Hiếu Hiền bị chửi bới thậm tệ khi đăng video không che nghệ sĩ Trí Tài trong nhà tang lễ. Hành động của diễn viên này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía của cư dân mạng. Cụ thể, trên trang fanpage của Hiếu Hiền chia sẻ một link video YouTube ghi lại cảnh nghệ sĩ Trí Tài nằm trong nhà tang lễ. Video quay cận mặt của nam danh hài, xung quanh là tiếng nức nở của những người có mặt. Tất cả mọi người đều vô cùng đau xót khi nhìn mặt của nghệ sĩ Trí Tài lần cuối cùng. Hình ảnh diễn viên Hiếu Hiền sụt sùi, tiếc thương cũng xuất hiện. Hành động này bị cộng đồng mạng lên án và chỉ trích một cách gay gắt. Trước áp lực dư luận, không lâu sau khi đăng tải, fanpage của Hiếu Hiền đã xóa bài viết trên. Tuy nhiên, một số cư dân mạng vẫn kịp chụp lại, lưu video và chia sẻ một cách rất rộng rãi.
cộng đồng mạng đang kêu gọi ngừng hành động phát tán video của nghệ sĩ Chí Tài trong nhà tang lễ. Một số ý kiến cho rằng người đăng link là quản lý fanpage của Hiếu Hiền. Trước đến nay, fanpage này vẫn được mượn để chia sẻ link bài viết của một số trang tin. Giờ phút này, mọi người đều mong muốn để cho nam danh hài được ra đi trong thanh thản, bình yên và không bị soi mói. Trương Thế Vinh, ôi trời ơi, tất cả các nghệ sĩ đều gửi lời thương tiếc đến Chí Tài, không ai dám tin đây là sự thật. Trước đó, trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà ngày 4 tháng 11, Chí Tài đã tiết lộ những góc khuất trong cuộc đời của mình. Nó vốn dĩ không hào nhoáng, không rộn ràng tiếng cười như điều mà anh đang mang lại cho khán giả. Có vẻ đây cũng là bức tâm thư cuối cùng mà anh đã để lại cho khán giả. Chí Tài thành danh trên sân khấu hải ngoại nhưng đến năm 2000 mới trở về nước hoạt động. Anh và người vợ đầu gối tay ấp của mình mỗi người một nơi, mỗi tháng họ được gặp nhau một lần. Năm nay, vì tình hình dịch Covid-19, hai vợ chồng không gặp được nhau, nỗi nhớ nhung càng nhân lên gấp bội. Sống một mình cho nên Chí Tài thường xuyên ăn cơm đường cháo chợ. Mỗi khi về nhà, anh chỉ có một mình lùi thủi với bốn bức tường, cảm thấy vô cùng cô đơn. Chính vì thế nam danh hài rất thèm hơi người. Anh kể, nhà mỗi khi có khách đều rất rôm rả, nhưng khi khách về thì lại cô đơn. Lúc này Chí Tài chia sẻ về vợ mình, nữ ca sĩ Phương Loan. Ngay ở bên Mỹ, anh là nhạc công cho ban nhạc Chí Tài Brother, còn vợ anh là ca sĩ. Sau khi ban nhạc tan rã, Phương Loan đã lui về hậu trường chăm sóc cho gia đình, còn Chí Tài tiếp tục bươn trải với nghệ thuật. Sau đó là ngã rẽ đưa anh đến với con đường diễn của ngày hôm nay. Ở cuối chương trình, MC Quốc Thuận và Ngọc Lan đã dành cho Chí Tài xem một đoạn clip được quay lại ngôi nhà của nghệ sĩ tại Mỹ, kèm với lời nhắn nhủ từ vợ. Chị chia sẻ, bình thường anh Tài cứ một tháng về một lần, có lần hai tháng về một lần, nhưng vì bây giờ Covid-19 đã 5 tháng nay anh không trở về. Chị biết ông xã kén ăn, chỉ thích đồ ăn vợ nấu, sống một mình không chịu ăn tử tế. Chị nói nhớ anh, nhắn anh giữ sức khỏe, hãy cố gắng, có chuyện gì vui buồn hãy kể cho nhau. Những lời tâm sự của vợ khiến cho Chí Tài không thể nào kìm được xúc động mà bật khóc. Trong buổi trò chuyện này, Chí Tài không chỉ chia sẻ về chuyện vợ chồng mà còn tiết lộ về cơ duyên anh đến với sân khấu hài. Theo đó, người đầu tiên mời anh diễn hài là Vân Sơn chứ không phải là Hoài Linh. Nhưng vì chữ duyên chưa đến được nên anh đã từ chối và tiếp tục làm nhạc. Phải đến tận khi Hoài Linh mời diễn chung, Chí Tài mới thực sự nhận lời. Hoài Linh đã từng nói rằng anh nhìn thấy cái duyên của Chí Tài trong lúc trò chuyện cùng nhau. Nét mặt của Chí Tài khi đánh đàn rất phiêu, kỳ, chính là tín hiệu khiến cho Hoài Linh nhận ra cái duyên hài. Cũng từ nhân duyên ấy mà đến nay đã hơn 20 năm làm nghề với nhau, trở thành một bộ đôi nghệ sĩ, danh hài Chí Tài Hoài Linh vẫn rất ăn ý chưa một lần xung khắc. Có thể thấy Chí Tài tự nhận cuộc sống của mình hiện tại cô đơn, nhưng anh không hề phủ nhận mình đã có một người vợ, một người bạn chí cốt tuyệt vời. Đó là điều khiến cho anh cảm thấy cuộc đời của mình viên mãn. Anh nói, nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, điều mà tôi tiếc nhất đó chính là việc tôi và vợ quyết định không có con. Vài lần ngồi cà phê, khi bạn bè hỏi rằng dự định tuổi già, tôi có chút buồn. Tôi không có con vì đó là lựa chọn của hai vợ chồng. Tôi chỉ tiếc không có ai nối nghiệp của mình. Ngày trước tôi và Phương Loan chưa thích có con vì không có đủ điều kiện vật chất cho chúng, không muốn con cái sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn vì công việc của chúng tôi chưa vững. Tôi chờ đến lúc đủ kinh tế rồi tính tiếp. Sau đó tôi làm nghề, dính chặt với nó, quên luôn cái việc có em bé. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì đã quá già, có lẽ tôi đã lỡ duyên với đường con cái.